Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến nay đã có 169 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 63% tổng số bệnh nhân. Trong ngày 14 tháng 4, có 23 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cụ thể, có 17 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong số bệnh nhân này có bệnh nhân số 50, 50 tuổi ở phố Núi Trúc, quận Ba Đình và bệnh nhân số 26, 69 tuổi, người Anh. Bệnh nhân 50 đi công tác tại Paris, Pháp và về nước ngày 9 tháng 3. Ngày 11 tháng 3, bệnh nhân có sốt, nóng, ho khan, không tức ngực, khó thở. Ngày 13 tháng 3, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được xét nghiệm. Một ngày sau, bệnh nhân được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2. Hơn một tuần sau khi nhập viện, từ ngày 22 tháng 3, bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực, thở máy. Đến ngày 27 tháng 3, được rút ống nội khí quản, tình trạng cải thiện hơn. Đến đầu tháng 4, bệnh nhân được xác định đã chắc chắn qua giai đoạn nguy hiểm. Bệnh nhân số 26 cũng từng phải thở máy, lọc máu. Bệnh nhân nhập viện ngày 8 tháng 3, kèm theo bệnh lý nền là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Liên tục trong nhiều tuần, các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm, hồi sức tích cực, hô hấp và bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã nỗ lực hội chẩn, điều trị trường hợp này. Đến ngày 30 tháng 3, bệnh nhân được rút ống nội khí quản. Ngoài hai bệnh nhân này còn có bệnh nhân số 87, nữ điều dưỡng của Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai và nhiều nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh cũng được công bố khỏi bệnh. Tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm 3 người nước ngoài và 2 người Việt Nam. Bệnh nhân 146 tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo Hà Tĩnh cũng được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tất cả sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Liên quan đến bệnh nhân 22 dương tính trở lại, tất cả người tiếp xúc với người này đều do kết quả xét nghiệm âm tính. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.